trúng độc đắc Việt Lót 205 tỷ đồng, độc trời hiếm có. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Theo thông báo từ Việt Lót, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 749 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra vào tối nay, ngày 14 tháng 7, Việt Lót tìm thấy một tấm vé trúng giải jackpot 1 trị giá 205 tỷ 143 triệu 192.300 đồng. Hội đồng mở thưởng xác định dãy số may mắn mang lại lộc trời cho người chơi trúng giải cao nhất jackpot 1 trong kỳ quay số mở thưởng lần này là 11, 25, 29, 37, 39, 52. Đáng chú ý, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 749 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra vào tối nay, ngày 14 tháng 7, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra một vé số trúng giải jackpot 2 trị giá hơn 4 tỷ đồng. Cặp số vàng để nhận giải jackpot 2 trị giá hơn 4 tỷ đồng của kỳ quay số mở thưởng lần thứ 749 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 là 45. Theo quy định của Bộ Tài chính tại thông tư số 111/2013, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành khi lĩnh thưởng. Theo đó, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, việc khách hàng trúng giải jackpot 1 trong kỳ quay 749 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền hơn 20,5 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên. Tương tự, việc khách hàng trúng giải jackpot 2 trong kỳ quay 749 này sẽ phải nộp khoản tiền hơn 400 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người chơi may mắn trúng giải jackpot 1 sẽ nhận về khoản thực lĩnh gần 185 tỷ đồng, còn người chơi may mắn trúng giải jackpot 2 sẽ nhận về khoản thực lĩnh hơn 3,6 tỷ đồng. Cũng trong kỳ quay lần thứ 749 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra vào tối nay, ngoài giải jackpot 1 trị giá hơn 205 tỷ đồng và giải jackpot 2 trị giá hơn 4 tỷ đồng, Vietlott còn tìm ra 29 giải nhất với mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1.929 giải nhì với mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 43.636 giải ba với mỗi giải trị giá 50.000 đồng. Người trúng thưởng có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott. Gần đây, Vietlott liên tục tìm được những vé số trúng giải jackpot với giá trị khủng. Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 913 của sản phẩm Vega 6/45 diễn ra vào tối qua, ngày 13 tháng 7, hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định có một vé số đã trúng giải jackpot trị giá hơn 16 tỷ đồng. Cách đó một ngày, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 748 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra vào tối ngày 12 tháng 7, Vietlott tìm thấy một tấm vé trúng giải độc đắc phụ jackpot 2 trị giá gần 13 tỷ đồng.